Bạn nghĩ gì nếu như người bạn yêu vẫn còn ảnh của người yêu cũ ở trên Facebook của mình? Trời đất ơi. Nhưng mà để ở chế độ một mình xem, bạn nghĩ sao về điều đấy? Đối với riêng ai không biết, nhưng mà đối với riêng Thấm á, thì trường hợp đó sẽ không chấp nhận được ạ. Còn bạn số 3 thì sao? Nếu thực sự người đó không còn cảm xúc với người cũ, tùy mức độ của hình ảnh như thế nào, ví dụ mình coi đó một người như người bạn thân cũ để lại thì em chấp nhận. Còn để lại để vương vấn tình cũ thì em không chấp nhận được. Em hỏi cô đó với chị đi. Chị nghĩ sao về điều đấy ạ? Cái gì? Cái gì? Anh nghĩ sao? Hả? Anh nghĩ sao anh yêu thương tôi? Tôi cũng là con gái. Tôi cũng là con gái. Buồn là khóc hay vui là cười, em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Tôi cũng là con gái. Cũng y như vậy. Không chưa? Có gì bọc thêm. Hả? Cái kia cũng y như vậy. Cũng không có gì thêm hết trơn. Tôi thương anh quá mà. Tôi lo cho anh mà. Hả không? Mà nghĩ làm sao? Để hình mà để trên Facebook còn chế độ coi riêng. Trời đất ơi. Anh cũng quá anh rồi đó anh Đức Anh à. Tôi nói cho anh biết ngày hôm nay, cho truyền hồn báo cho anh biết, anh không gỡ hình xuống là anh sẽ thấy cái cảnh cái điện thoại của anh nó nằm ở đâu. Đó, cái giọng của chị nó sẽ hiền lành, hiền lành. Nó sẽ nền nã với người bồ của chị, cái để hình người yêu cũ đó. Cái giọng cái này là để em binh Đức Anh nha, để em binh lại cái nha. Binh đi. Binh nha. Không có sao hết á. Cái người đàn ông á mà biết trước, biết sau, biết quá khứ, biết mình là ai, biết mình đã từng yêu ai, chả làm sao cả. Anh ta tôn trọng thôi. Anh biết trước biết sao hả? Anh dọn đồ 24 giây, qua bên bển ở liền cho tôi nha. Anh nghĩ sao biết trước biết sao? Phải chi đó là một cái gì đó, ví dụ như người đã chung chăn gối đi, vợ cũ đi, anh để lại tấm hình để làm chi? Để anh cho con anh nhìn thấy, biết đây mẹ nó, hiểu không? Còn anh ở với người mới, anh phải tôn trọng tôi chứ. Anh nghĩ làm sao? Bây giờ anh ở cho tôi, anh để hình chiếc máy bay làm sao? Chị Hương à, chị em vậy đó, tôi đang là vợ của anh. Ê, tôi bỏ tin rồi, ê, bỏ tin nó luôn rồi. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, đừng có nói là cái nết dữ. Hỏi 100 người phụ nữ coi, chồng của mình hay là bồ của mình đang sừng sững giới thiệu với mọi người đây. Bồ của em mở Facebook ra, bồ cũ nằm chổng, vậy coi anh coi tôi ra gì. Anh không tôn trọng à? Anh xúc phạm tình cảm của tôi. Em đâu có nghĩa. Hu hu. Đó đang chạy và khóc, em nghĩ sao? Thôi. Nhà ai người đó giữ nha em. Anh đi về đây. Hỏi cần giữ gì hết trơn á Vinh. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.